Trong thời chiến sự hỗn loạn thổ phỉ hoành hành, rất nhiều người lựa chọn bán con gái. Nếu không bán sẽ bị chúng cưỡng hiếp. Ở đây toàn là người cơm ăn không no, vì một đồng đại dương có thể ăn hết cả bát đầy thuốc phiện. Một bao gạo có thể đổi lấy tính mạng của một bà già. Thổ phỉ đàn áp bách tính táng tận lương tâm. Cuộc sống của bọn chúng lại rất sung túc. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại đương gia. Áp trại phu nhân vừa qua đời 2 ngày trước, đã cưới thêm 3 cô vợ đẹp như hoa như ngọc, bây giờ đang chuẩn bị cưới bà thứ 5. Ở đây trong mắt thổ phỉ thăng quan phát tài vợ chết đều là đại hỷ trong đời. Ông ta âm thầm câu kết với Lưu đại soái, mua một lượng lớn vũ khí đạn dứa. Tiêu Bá Thiên mới hống hách như vậy, còn chuẩn bị làm một xưởng nha phiến treo biển hiệu là xưởng trà, để bách tính giúp bọn chúng trồng nha phiến, biến bách tính thành nô lệ của chúng. Ngày mai sẽ bắt tay vào làm, gì năm này không giống người thường. Rượu thịt ăn như thuồng luồng, quả là nữ trung hào kiệt. Thì ra mục đích của cô không phải thành thân, mà là đến diệt môn. Tì chiếc đũa chọc mù mắt Lưu đại soái, một tay đấm vỡ vỏ rượu thân thủ rất mạnh mẽ. Lúc này hai vị phu nhân khác cũng chạy đến, thì ra họ cũng đến ám sát Tiêu Bá Thiên. Ba cô vợ xinh như hoa phút chốc biến thành hổ cái. Thấy họ bắt đầu uống rượu, rồi bắt đầu đánh túy quyền đã thất truyền từ lâu và nhanh chóng diệt sạch đám thủ hạ, Lưu đại soái cũng bị đánh ngất. Hỉ Nhi bẻ cong súng quấn cổ Tiêu Bá Thiên, rồi vứt hắn ra ngoài. Tất cả đã bị giải quyết. Hỉ Nhi cởi hỉ phục, thay bằng bộ chiến bào bằng da của mình. Ba người còn lại muốn kéo Hỉ Nhi cùng nhau cứu giúp Võ Lâm, nhưng Hỉ Nhi quen một mình nên đã cưỡi ngựa rời khỏi. Họ vẫn chưa tiêu diệt được hết thổ phỉ, vẫn còn Hoàng Nhị Cẩu võ nghệ cao cường đang đi làm việc ở dưới núi. Sau khi biết sơn trại xảy ra chuyện đã lập tức quay về. Tiêu Bá Thiên lại vẫn chưa chết, cổ bị súng quấn quanh, bao nhiêu người cũng không có cách lấy ra. Hoàng Nhị Cẩu kịp thời quay về, phi một lá bài đã chặt đứt súng, tiện tay phi thêm một lá để giải quyết đám vô dụng này. Khi về đến sơn trại, sắp xếp đại soái bị thương chuẩn bị mở xưởng trà, nói dối chỉ cần đến xưởng trà làm việc không chỉ no bụng mà còn kiếm được tiền. Việc tốt như vậy, các thôn dân đều xếp hàng tranh nhau. Khi vào trong mới phát hiện không phải trồng trà mà là trồng nha phiến. Lão Lý là người đầu tiên không đồng ý, nhìn thấy nha phiến trước mặt muốn bỏ đi, không ngờ bị đưa đến trước mặt Tiêu Bá Thiên đang chuẩn bị súng bùm một cái để bảo vệ hình tượng của chiến hữu, thì lại giả vờ tốt bụng mời họ cùng ăn cơm. Lão Lý không biết đây là hồng môn yến, một bao gạo đổi được một người phụ nữ. Ngồi ở đây đều là những người cơm ăn không no, trong thời đại lương thực còn quan trọng hơn mạng sống, bọn thổ phỉ lại suốt ngày ăn cá ăn thì đối diện với đám thổ phỉ tàn ác. Hai người ngồi đây ăn không quen, định lấy ít thức ăn về nhà ăn, nhưng lại chọc giận Tiêu Bá Thiên, gọi người mang một bao lương thực lên, cầm một nắm gạo to nhét vào miệng bà vợ. Lão Lý chạy lên cứu vợ thì lại bị đá bay, bà già đang sống sờ sờ lại bị chết nghẹt. Trong mắt đám thổ phỉ, chúng coi mạng người như cỏ rác, nói với người bên ngoài bà ấy lâu chưa ăn gì, đại đương gia có lòng tốt cho lương thực, ai biết đâu lại ăn no quá không may bội thực chết. Nhìn thấy vợ chết ngay trước mặt, Lão Lý thực sự phát điên. Tất cả đều được Hỉ Nhi nhìn thấy, cô tìm Lão Lý. Lão Lý là cha cô, trước đây vì nhà nghèo nên bán cô đến Thượng Hải làm vũ nữ, bây giờ về đến nhà lại nhìn thấy thổ phỉ đàn áp bách tính như vậy nên muốn liều mạng với chúng, thì trên đường lại gặp Tiêu Bá Thiên nên bị bắt lại. Thấy có cơ hội chuẩn bị thích sát Tiêu Bá Thiên, không ngờ một cô vợ lại bị bắn chết, họ chỉ có thể dừng tay. Tiêu Bá Thiên là người thích chơi trò chơi, lấy chiếc súng bằng vàng ra, bên trong chỉ có một viên đạn, xem ai may mắn. Tiêu Bá Thiên bắn một phát vào thủ hạ trước là không có đạn. Bây giờ đến lượt mấy cô vợ, Hỉ Nhi lấy hết dũng khí để không liên lụy đến người khác đã bắn liền 5 phát, thì ra trong súng đều không hề có đạn. Tiêu Bá Thiên rất khâm phục dũng khí của cô, không cho phép họ rời khỏi thạch đầu trại, nếu không bách tính ở đây sẽ chết hết. Một buổi tối trăng thanh gió mát, một cô vợ không ngồi yên được nữa, đã mặc bộ đồ ra thiết kế, trong tay cầm hai con dao chuẩn bị lấy máu rửa thạch đầu trại. Đám tiểu đệ bên ngoài đều không phải đối thủ của cô, Hoàng Nhị Cẩu bên trong đã đợi từ lâu, ném lá bài trong tay cô vẫn nhẹ nhàng né được nhưng thực lực vẫn kém xa. Hoàng Nhị Cẩu đánh mấy đấm đã hạ gục cô gái này, cô bị trói trên giường trong ngục. Lúc này Tiêu Bá Thiên vô cùng phẫn nộ và lấy roi đánh Hoàng Nhị Cẩu, luôn miệng nói người phụ nữ của ta mà ngươi cũng dám đánh. Vừa định thân mật với vợ thì lại bị cô ra đòn khỉ trộm đao, hắn lại lấy roi đánh cô túi bụi. Hoàng Nhị Cẩu nghĩ ra một cách, mang những việc này đẩy cho Lưu đại soái, nói với lão bách tính xưởng nha phiến là chủ ý của hắn. Hơn nữa Lưu đại soái giờ đã bất tỉnh nhân sự, nhưng Hoàng Nhị Cẩu không ngờ Lưu đại soái đã tỉnh lại. Hắn âm thầm gọi điện nói đội của mình đến, một đôi chân trắng nõn nà bày ra trước mặt hắn, đúng là mỡ treo miệng mèo. Tiêu Bá Thiên đang định lên thân mật thì thủ hạ đã vội ngăn cản, để hai người làm quen với nhau đã, như vậy mới hấp dẫn. Để mỹ nhân cười đã gọi thủ hạ đến làm ảo thuật, còn để Hoàng Nhị Cẩu mang bản lĩnh thạch ra ra. Trong khi họ mặc chiến bào thiết kế chuẩn bị tối nay giải quyết Tiêu Bá Thiên, trả lại thái bình cho bách tính, họ bắt đầu hành động. Tiểu Thanh dùng mỹ nhân kế dần dần đến chỗ thổ phỉ gác đêm, cũng muốn cùng nhau chơi poker làm đám thổ phỉ rất vui, nhưng không ngờ một giây sau đã gặp Diêm Vương. Hỉ Nhi cũng đến và nhanh chóng bị thổ phỉ khống chế bằng súng. Hỉ Nhi to gan đoán rằng ta cửa súng của ngươi không có đạn, lợi dụng bóng dáng quỷ quái chặn lấy súng. Quả nhiên súng không có đạn, Tiểu Thanh ở đây một mình đối phó để Hỉ Nhi đi giết Tiêu Bá Thiên. Họ vẫn còn chưa phát hiện ra tình hình không ổn, vẫn ở đây trêu đùa với mỹ nhân. Tiêu Bá Thiên muốn chơi trò chơi, đúng lúc này. Ai đấy, tên nào chán sống đấy, làm hỏng chuyện tốt của ta. Hắn vội vàng lấy súng ra, Hỉ Nhi né nhanh như chớp và bắt một tên thổ phỉ đỡ đạn. Súng đã hết đạn, hắn chỉ có thể chạy. Thì lúc này Hoàng Nhị Cẩu cũng ra tay, vừa đến là phi bài cô đã né được, chỉ có thể đánh giáp lá cà. Thấy đánh không lại Hoàng Nhị Cẩu, Hỉ Nhi đã lấy chai La Phai 82 ra uống và bắt đầu xuất chiêu túy quyền đã thất truyền từ lâu.
cuối cùng đã đánh thắng. Lúc này Lưu Đại Soái dẫn quân đến, hắn lòng đầy thù hận với Tiêu Bá Thiên nên đã xả súng điên cuồng còn phóng cả hỏa tiễn. Tất cả bọn họ đã bị bắt trước lúc sắp bị xử tử. Lão Lý thấy con gái nguy hiểm đến tính mạng đã đến cứu, mấy binh lính đén kéo ông ra, ấn xuống đường và mắng chửi ông. Nhưng Hỷ Nhi lại bất lực không làm gì được. Trong lúc quan trọng, Thiết Phiến công tử đã ra tay tương trợ, dẫn Bách Tính toàn thôn đến phản kháng, mở lồng giam cứu họ ra. Thấy đại sự chẳng lành, Lưu Đại Soái chỉ có thể chạy thoát thân. Hỷ Nhi chạy đuổi theo phía sau. Phó quan của ông ta cũng không phải dạng vừa, đánh nhau với Hỷ Nhi có qua có lại. Để giải quyết nhanh chóng, Hỷ Nhi đã uống vỏ rượu, bắt đầu xuất chiêu túy quyền, một đấm đã giết chết hắn. Lưu Đại Soái còn chưa kịp giơ súng đã bị đánh nằm bò xuống đất. Tiêu Bá Thiên cũng bị một đám Bách Tính đánh chết. Trong thời loạn không biết còn bao nhiêu người chịu khổ, Hỷ Nhi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.